Chào các bác, em là Quý bên kênh Fanpin Nhật Bãi. Đây là thông tin của em nè. Em có hai kênh YouTube, anh em quan tâm thì vào đây ha. Cái kênh này thì em hoạt động nhiều hơn cái kênh trên, kênh Fanpin á. Rồi, bác nào kết thì liên hệ với em theo cái thông tin đó. Hôm nay em có con này giới thiệu cho các bác đây. Con này là cái con em mới về, em chặt trên thùng xuống nha. Chặt thùng xuống thì em gắn nó lên một cái khung xe như thế này. Đó, con này là 5 ngựa 3 pha zin 220V. Đó, 5 ngựa. Ampe nó cho chạy tới 16 ampe luôn nha các bác. Đâu rồi? 16.2 ampe này. Tua 1400. Thì ở đây nó kéo một cái đầu này, đầu T24, đầu này là đầu Echo của Nhật luôn. Nguyên bộ nó về là như vậy luôn nha các bác. Cái chỗ này nó hơi xấu thì em sơn lại ha, còn motor thì vẫn zin hết á, không có sơn motor. Sơn cái tum này thôi nè. Có mỗi cái này thôi cho nó đen cho đẹp, tại vì nó bằng nhôm nó teng teng, gặp nước nó teng 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 lên vậy thôi. Cái chỗ này á, là nó gắn cái tay hồi vô đây nè, em bỏ cái tay hồi qua đây nhìn cho nó hay ha, có vậy nên mới có con ốc bịt lại ha. Đó, con này về thì nó không có đồng hồ nha, em gắn đồng hồ thêm vô nè. Đồng hồ dầu áp 250 kg nè. Con này thì nó cho chạy từ 80 đến 100, lưu lượng nước nó nhiều, T24 nha. Chỗ này nó chảy giọt nước là em chưa có siết chặt cái này nha. Cái này thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà các bác xài các bác phải siết nó chặt nha, không có nó xì nó hút vô chậm lắm. Còn em test máy thì em kệ nó. Ngoại hình khá ok ha. Lưu lượng nước nhiều, các bác phụ xe ben xe tải gì cũng được với nó luôn á. Nó có lưu lượng 5 ngựa. Dùng súng được luôn nha. Tay hồ dùng súng. Rồi test các bác xem. Bét này là bét, bét này là bét không độ. Tám hồ. Lột gỗ lên luôn nha các bác. Cái súng của em nó bị đá lên, nó bị keo dịch dịch nha. Cái súng nó đá nó. Quá mạnh. Chạy 17 ampe ha, hơn 1 ampe. Quá êm. Rồi bán nào kết con này thì liên hệ với em ha. Em bán chọn bộ dây súng đầy đủ luôn. Hay là mua con máy không em cũng bán nha.